Sau đây là trận chung kết U50 trở lên giữa hai câu lạc bộ Ngọc Thụy và câu lạc bộ Thạch Bàn. Rất hay, một quả quét bàn ăn điểm chung kết của Võ Văn Vinh. Như vừa được giới thiệu, mọi người đang đón xem trận chung kết U50 giữa đội Ngọc Thụy và đội Thạch Bàn. Đây là trận chung kết giữa các lão tướng của chúng ta trong khuôn khổ giải Long Biên năm 2024, giải Mộc Xuân. Điểm số đang là 1-0, 2-0 rồi. Liệu đội nào sẽ giành chiến thắng? Chung kết tiếp theo 18-40, Việt Hưng và Ngọc Lâm. Tốt. 3-0. Xin lỗi cho đội thông 41-50 là trước nhé. Bốn không Minh Hai bên kia giải đồng với Đức Giang rồi là được đấy. Tốt, đội cầu điểm đầu tiên cho câu bộ Thạch Bàn. Tiếp theo chung kết 41-50, trận trận một giải đồng sẽ gặp Ngọc Thụy. Chung kết tiếp theo 41-50 trên sân 1, Ngọc Thụy gặp Thái Đồng, hai đội chuẩn bị nhá. 5-1 là trước. Tốt. Đối cầu. Một quả quét đầy uy lực của Văn Vinh Thạch Bàn. 2-5 Anh Dũng. Hai quả chém liên tiếp ăn điểm. Và bắt đầu bên tay bàn tỷ số 3-5. Quyền và cổ vũ các lão tướng đã được chung kết nhỉ. Tốt. Rất tuyệt vời. Đổi cầu. 6-3. Hai vận động viên của câu lạc bộ Ngọc Thụy đã có những tuổi thời thơ ấu cùng bên nhau, cùng học, cùng du học nước ngoài, anh rất hiểu ý nhau. Vận động viên Thanh, chủ tịch câu lạc bộ Ngọc Thụy Kiêm. Vận động viên của Thảo Lửa Ngọc Thụy. Vỗ tay thôi. 7-3. Đôi bạn trẻ của Ngọc Thụy rất ăn ý với nhau. 8-3. Chín 3. Rất vào trong khu vực sông. Một lên anh của Vũ đâu nào. 10-3. Tốt, đối cầu. Rất nguy hiểm. 4-10. Tốt. Một bước tiếp theo đối là 4-10. 11. Tài đồng và mặt phía đối chân nhá. Tỷ số 11-4. Hai đội đổi sân với nhau. 11-4. Em đã vững tâm lý hết đấy. 12. Dây học hai quả xong bắt đầu thấy mặt có vẻ hơi căng một tí, xong rồi sau đấy ăn được lại điểm thế là lấy lại được đấy. Tốt. Đối cầu. 5-12. Đấy, cái lúc đấy bắt đầu thấy em hơi lung lay một tí nhưng mà sau lấy lại điểm. Nhất là
1, đổi cầu 13, 5. Vững tâm lý với động viên đồng đội, cái đấy cứ quan trọng lắm đấy. Ngoài, không ngoài. 14, 5. Mười lăm, lăm. Nhiều phết đấy, quay gần hết đấy. Có sân 3 là không quay thôi, có sân ngoài kia không quay thôi. Tận trận nào sân ngoài kia không quay, còn hai sân này quay hết. 16, lăm rồi. 16, lăm. Thấy quay sân đôi trang rồi nào. Cầu viên cờ của Phú Điền trận bắt lấy chậm hay à, trận 17 chậm hay à, như chủ luôn tăng như biết thế là mười tám đến điểm 15 bắt đầu bên kia không quen tâm lý cái điểm này. Từ điểm 15 trở đi cầu ai chưa mà qua. Tâm lý thì mới ăn được không cầu 6, 18. Sợ thỏ, sợ thỏ. Đúng rồi, đá đi. 7, 18. Mỏ như mà thế bên này mọi người đã mỏ cầu ảo ấy. 8, 18. 18, 8 rồi. Chúng tôi lộn đây anh ơi. 4. Hay quá. 19, 8. 4. Không thấy ngay từ đầu. Đối cầu. 10 điểm nữa thôi. 9. 19. Ủa Vũ hay là cái đấy. Đổi cầu 20, 19. À 29. 29. Đổi chưa qua. Mày đều. Đổi cầu đều cách 2 quả nhá. 10, 20. 2 quả. Hơn quả. Hơn quả, hơn quả. 11, 20. Chủ tịch nào, chủ tịch nào. Mười hai, 20. Không được thì đổi đòn vít đi anh. Đi đi. Được. 13. 20. 18 luôn đi, 18 20 luôn. Kết thúc chung kết đội tổng U51 đội tổng đã chiến thắng. Mọi người đón xem trận chung kết tiếp theo giữa U40 đến 50. U40 đến 50. Bước một con thú ơi.